Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký. Đường Tăng rời khỏi thành Sư Đà đi sang Tây Thiền, chỉ trong vòng mấy tháng lại đến mùa đông. Bốn thầy trò cứ pha sương sông tuyết, trải gió tắm mưa. Đi được ít ngày, đã trông thấy một tòa thành trì ở trước mặt. Đường Tăng giục ngựa đi đến cửa thành. Xuống ngựa xong, cùng đi bộ với ba đồ đệ vào trong thành, thì trông thấy một người lính già nằm ngủ ở dưới tường. Hành giả đến gần lay y một cái gọi: "Trưởng quan!" Người lính già thình lình bị gọi, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vội vàng quỳ xuống cúi chào: "Chào ông tướng." "Tôi có phải là ông tướng gì đâu, tôi là nhà sư bên Đông Thổ sang Tây Thiên lấy kinh. Vừa đến đây không biết chỗ này là đâu, muốn hỏi thăm một chút." Người lính già nghe nói vậy mới ngáp dài một cái, nhổm người dậy khom lưng nói: Thưa trưởng lão, địa phương đây xưa gọi là nước Tỷ Khâu, ngày nay đổi là thành Tiểu Thư." Hành giả vừa nghe xong liền quay lại nói với Đường Tăng: "Sư phụ ạ, nơi đây xưa là nước Tỷ Khâu, nhưng không hiểu sao nay đã đổi là thành Tiểu Tử." "Sư huynh ơi, có lẽ vua Tỷ Khâu mất rồi, vua mới lên ngôi còn là trẻ con, cho nên gọi là thành Tiểu Tử chứ gì." "Không có lẽ, đã gọi là Tỷ Khâu sao còn gọi là Tiểu Tử?" "Thầy trò ta hãy cứ đi vào trong phố sẽ hỏi lại sau." Bốn thầy trò đi vào trong phố, thấy đường phố rộng rãi, nào là tiệm ăn hàng nhuộm, phòng trà gánh hát. Ba đường sáu phố, kẻ mua vàng, người bán gấm, đi lại tấp nập đông đúc. Thầy trò dắt ngựa quẩy hành lý đi trên đường phố, nhìn ngắm một hồi lâu. Trông vào, nhà nào cũng có một cái lồng treo ở trước cửa. Thấy lạ quá, Tam Tạng liền hỏi: "Các quan này, tại sao ở đây cứ treo lồng ở trước cửa thế này vậy?" Nghe sư phụ hỏi thế, Bát Giới mới để mắt nhìn kỹ. Quả thấy nhà nào cũng treo một chiếc lồng, trên lại phủ một tấm màn nhuộm đủ ngũ sắc. Chàng ngốc cười lên nói: "Sư phụ ạ, hôm nay có lẽ là ngày lành tháng tốt, được ngày cưới xin kết bạn gì đó, cho nên nhà nào đều làm lễ cả." "Thôi thôi, đừng ăn ốc nói mò nữa, trong đó tất nhiên phải có duyên cớ gì đây, lẽ đâu nhà nào cũng làm lễ, để tôi đến tận nơi xem đã." Nói xong, hành giả tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, nhao người biến ra một con ong mật, giương hai cánh bay đến tận nơi, chui vào trong màn nhìn xem. Té ra là một đứa trẻ ngồi trong lồng. Lại đến cái lồng thứ hai, vẫn cũng thấy một đứa bé. Đi luôn bảy tám nhà đều như thế cả. Có điều lạ là trong lồng toàn con trai, không có con gái. Có đứa ngồi trong đó chơi đùa, có đứa đang kêu khóc, có đứa ngồi ăn hoa quả, và còn đứa thì ngồi ngủ gật. Hành giả xem xong, bay trở về hiện lại nguyên hình báo với Đường Tăng: "Sư phụ ạ, ở trong lồng đều là trẻ con cả, đứa lớn chưa đầy 7 tuổi, đứa bé nhất mới độn 5 tuổi thôi, thật là không hiểu vì sao." Tam Tạng nghe xong, trong lòng cứ ngay ngáy nghi ngại không yên. Khi ngoặt sang phố khác, thì nhìn thấy một nha môn là quán Trạm Kinh Đình. Đường Tăng mừng nói: "Đồ đệ ơi, chúng mình hãy đến cả nơi quán dịch. Một là hỏi tên địa phương, hai là chăn cho ngựa ăn, ba là xin ngủ trọ một đêm." Bốn thầy trò vui vẻ đi tới, đã có người nhà quan ở đấy đi báo với dịch thừa. Họ mời cả vào trong nhà. Chào hỏi xong xuôi, khách chủ ngồi xuống đâu đấy? Dịch thừa mới hỏi: "Trưởng lão ở đâu tới đây?" "Bần tăng là người nhà đại đường bên Đông Thổ, được khâm sai sang Tây Thiên lấy kinh. Nay qua quý sứ xin trình quan văn và đến nhờ quý nhà tạm trú." Nghe Đường Tăng nói xong, người dịch thừa liền sai pha chè và gọi người trực ban sửa soạn cơm chay thiết đãi. Tam Tạng cảm ơn và hỏi: "Hôm nay chúng tôi có thể vào chầu vua chiếu nghiệm quan văn được không?" "Trời chiều rồi, không vào được.
phải đợi buổi chầu sáng mai thôi. Bây giờ ngài hãy nghỉ tạm ở nhà tôi một đêm. Một lúc sau, người dịch thừa mời bốn người cùng vào dùng cơm chay. Cơm xong, lại sai quan hầu dọn dẹp phòng khách để thầy trò nghỉ. Còn dịch thừa thì ngồi lại tiếp chuyện với Đường Tăng. Trong khi chuyện trò, Đường Tăng ngỏ lời cảm tạ xong, lại nói: Bần Tăng đây có một chút việc chưa rõ, phiền chỉ giáo cho. Không dám, không dám. Sư trưởng cứ tự nhiên. Khi Bần Tăng vào trong thành, thấy các nhà ở phố đồng loạt treo một cái lồng ở trước cửa, trong đó đều có một đứa trẻ em. Vậy thật không hiểu đấy là như thế nào. Người dịch thừa nghe xong, liền ghé tai nói thầm bảo: Trưởng lão chớ có hỏi han vớ vẩn. Thôi, đi nghỉ đi, mai còn đi đường. Nghe dịch thừa nói vậy, Đường Tăng càng thấy ngợ ngợ, liền lấy tay giữ chặt lấy người dịch thừa, định hỏi cho rõ ràng. Nhưng người dịch thừa chỉ lắc đầu xua tay nói: Thôi, đừng hỏi nữa. Càng thế, Tam Tạng lại nhất quyết không buông, cố muốn hỏi cho kỳ được. Dịch thừa thấy không sao chối được, đành phải đuổi hết những người hầu hạ ở đấy ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, một mình dịch thừa kéo Đường Tăng đến gần dưới ánh đèn, thì thầm nói khẽ: Câu chuyện người vừa hỏi đến, đó là một việc làm vô đạo của nhà vua chúng tôi. Trưởng lão cứ gặn hỏi làm gì? Sao treo lồng ở trước cửa lại là vô đạo? Xin cho biết rõ ràng thì Bần Tăng tôi mới yên lòng. Thấy Đường Tăng lại hỏi, dịch thừa mới kể: Nước này nguyên là nước Tỳ Khâu. 3 năm trước, không biết ở đâu đến một ông già ăn vận ra dáng đạo sĩ, dắt theo một cô con gái mới chừng 16 tuổi, dáng người yểu điệu xinh đẹp khác tục, đem tiến cống lên bệ hạ chúng tôi. Vì mê sắc đẹp cô ta, bệ hạ giữ lại trong cung phong hiệu làm Mỹ Hậu, và lão đạo sĩ kia cũng được phong làm quốc trượng. Từ đấy, bệ hạ chỉ đêm ngày mê say quấn quýt cô Mỹ Hậu kia, đâm ra tâm thần mỏi mệt, ăn uống sút kém, thân thể ngày một gầy mòn đi. Thái y viện tìm hết các phương thuốc nhưng không sao chữa khỏi. Giữa lúc xem chừng bệ hạ chỉ còn chờ ngày chết thôi, thì quốc trượng lại hiến ra một phương thuốc huyền bí trường sinh. Bệ hạ cho người đi khắp 10 châu 3 đảo, hái đủ các vị thuốc mang về. Nhưng quốc trượng lại bảo phải lấy thêm 1111 bộ tim gan trẻ em cùng nấu thành thang dược. Quốc vương uống xong sẽ khỏi bệnh và sống lâu 1000 tuổi. Do sợ phép vua, nên cha mẹ của những đứa trẻ bị lựa chọn chúng chẳng ai dám kêu khóc, mà đem con họ bỏ trong lồng treo nuôi ở trước cửa. Rồi trong dân chúng cứ phong giao truyền tin đi, gọi thành này là thành tiểu tử. Sư trưởng à, đến ngày mai vào chầu vua, ngài chỉ cần xin trao đổi quan văn thôi, chứ đừng nhắc đến chuyện này. Nói rồi, quan dịch thừa vội vội vàng vàng quay ra đi ngay. Mà Đường Tăng thì sợ hãi nhủn cả người ra, không cầm được 2 hàng lệ giỏ, thương tâm kêu khóc: Ôi thật đau xót biết chừng nào. Chỉ vì hồn quân ham mê sắc đẹp, sinh ra bệnh tật, cớ sao lại giết oan ngần ấy đứa trẻ. Sư phụ thật là buồn cười nhỉ. Thầy chỉ tuyến khiêng quan tài người ta mà về nhà mình khóc thế này. Thôi, buồn phiền làm gì, hãy cởi quần áo ra đi ngủ mà giấc. Tội gì mày phải lo vấn lo vờ. Thấy bát giới ca cẩm như vậy, Sa Tăng đến gần thưa với Đường Tăng: Sư phụ không nên kêu khóc ở đây, sáng mai đổi quan văn gặp quốc vương sẽ nói. Nếu như họ không nghe khuyên, thì hãy xem cái mặt mũi của lão quốc trượng kia như thế nào. Chưa biết chừng quốc trượng ấy lại là yêu tinh, nó muốn ăn tim gan người mới bày ra như thế. Chú Ngọ Tính nói có lý lắm. Sư phụ ạ, bây giờ thầy hãy đi nghỉ đi, đến mai con theo thầy vào chầu vua,
Nếu quốc trưởng kia quả là yêu tinh, con sẽ bắt lấy y ngay trước mặt quốc vương để dạy cho hôn quân kia một bài học phải bất dục nuôi thân. Con quyết không để cho chúng làm hại đến tính mạng những đứa trẻ kia đâu. Tam Tạng nghe xong vội quay lại bảo với hành giả: Đồ đệ ạ, kế đó rất hay, nhưng khi gặp hôn quân chớ nên hỏi ngay việc ấy, chỉ sợ họ không phân trắng đen, lại cho là mình tung ra lời xuyên tạc rồi bắt tội, vậy sẽ nan giải đấy. Sư phụ yên tâm, lão tôn đã có cách rồi. Bây giờ hãy đem những cái lồng đựng trẻ em ra khỏi thành trước đã, cho chúng ngày mai hết đường lấy tim trẻ em. Bọn quan địa phương tất phải tâu lên vua, và hôn quân kia khắc phải bàn lại với quốc trưởng nọ, hoặc lại lấy thêm nữa. Lúc bây giờ sẽ nhân việc đó tâu lên vua, họ làm gì dám bắt tội mình nào. Nếu quả làm được như thế thì công đức hiền đồ thực lớn biết chừng nào. Vậy thì nên làm ngay đi, nếu chậm lại một tí sợ không kịp mất. Nghe Đường Tăng bảo vậy, hành giả phấn chấn tinh thần đứng ngay dậy, đến dặn dò Bát Giới và Sa Tăng: Hai chú ngồi yên ở đây với sư phụ, khi nào chú thấy gió bấc nổi lên là bọn trẻ em được mang ra khỏi thành đấy. Hành giả đi ra ngoài cửa, đánh vút một cái nhảy lên trên trời, tay cầm quyết, miệng đọc chân ngôn, bắt tất cả thành hoàng thổ địa xá lệnh, chân quân và ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, lục đinh lục giáp cùng hộ giáo giả lam và các thần đều lên hết trên trời. Các thần đến nơi làm lễ chào và hỏi: Đại thánh, đường đêm gọi chúng tôi đến có việc gì khẩn có vậy? Hành giả nói: Nay nhân đi qua nước Tỳ Khâu, thấy quốc vương là người vô đạo, lại tin nghe yêu tinh muốn lấy tim gan trẻ em làm thang thuốc hòng được sống lâu. Sư phụ tôi không nỡ để vậy, muốn cứu chúng sinh và diệt yêu quái, nên lão tôn mời các vị đến đây, phiền các vị hãy dùng phép thần thông đem hết những đứa trẻ rốt ở trong lồng treo ngoài cửa các nhà trên phố, xách cả lồng lẫn người để vào một hốc núi hoặc trong rừng sâu cất giấu một vài ngày, không được để cho chúng đói khát, lại phải bảo hộ ngầm, chớ làm cho chúng sợ hãi mà kêu khóc. Khi nào tôi trừ diệt được yêu tinh, khuyên nhủ quốc vương kia hồi tâm, lúc tôi ra đi sẽ đưa trả lại. Vâng theo lệnh của hành giả, tức thì các thần liền hóa phép thần thông, nổi cơn gió bấc vi vút, mây kéo mịt mùng, đem những chiếc lồng đó đi giấu kín ở một nơi. Lúc bây giờ vào khoảng canh hai, hành giả ở trên mây bước xuống về đến sân trạm dị, thì nghe thấy cả ba người vẫn còn lẩm nhẩm đọc câu Nam Mô Cứu Sinh Dược Sư Phật. Hành giả thích chí đến gần gọi: Sư phụ, con đã về đây, thầy thấy gió bấc thổi lên thế nào? Sư huynh ạ, gió bấc mạnh thật đấy. Công việc cứu trẻ của con đã làm đến đâu rồi? Xong xuôi đâu vào đấy rồi sư phụ ạ. Đợi khi nào ta ra đi, họ sẽ đưa trả. Bây giờ thầy cho ta cứ yên chí ngủ một giấc đã. Sáng ngày ra, Tam Tạng tỉnh dậy sớm, ăn vận chỉnh tề, rồi gọi: Ngộ không, nhân lúc còn sớm ta đi đổi quan văn đây. Sư phụ ạ, một mình thầy đi sợ không được việc, cho con đi theo cùng, xem trong nước họ tà chính như thế nào. Con đi theo lại không chịu làm lễ, sợ quốc vương quả trách. Con không hiện thân mà sẽ đi theo ngầm bảo hộ thầy. Nghe hành giả nói vậy, Đường Tăng mới vui vẻ dặn dò lại Bát Giới và Sa Tăng trung nom hành lý và ngựa, rồi mới ra đi. Giữa lúc đó, quan Dịch Thừa cũng đến chào hỏi và ghé tai dặn thêm Đường Tăng chớ nên bới móc việc người. Tam Tạng gật đầu nhận ý. Hành giả thì nép ở bên cửa, miệng đọc thần chú, nhau mình biến ra một con bọ mát bay đậu lên mũ Đường Tăng, ra khỏi quán dịch đi vào trong triều. Khi vào đến cửa triều, Đường Tăng liền đến chào và nhờ quan Hoàng Môn chuyển tâu cho quốc vương về việc xin đổi quan văn. Quan Hoàng Môn lập tức đi chuyển tâu. Nghe tâu xong, quốc vương mừng nói: Sư ở xa lại, hắn có đạo hạnh, hãy ra mời vào. Sau khi làm lễ chào hỏi và trình quan văn xong, ngồi xuống đâu đấy,
Đường Tăng mới để ý nhìn. Thấy quốc vương kia, người gầy còm, tinh thần phờ phạc, tay run lẩy bẩy cầm tờ quan văn, đưa con mắt lờ mờ xem đi xem lại, rồi mới cầm bảo ấn tự tay đóng xuống trao trả cho Đường Tăng. Vừa định hỏi han về chuyện đi lấy kinh, thì nghe tiếng quan hầu cận tâu: "Ngài quốc trượng đã đến." Quốc vương vội vàng vịn vào người quan hậu cận, gượng xuống long sàng đón tiếp. Tam Tạng cũng hoảng hốt đứng dậy tránh ra một bên, ngoảnh đầu nhìn, thấy đúng là một người đạo sĩ già đang nghênh ngang từ dưới thềm mạch ngọc tiến lên. Hắn ta đầu chít một cái khăn lụa gấm màu vàng nhạt, mình vận một cái áo trầm hương bằng tơ mỏ hoa mai, lưng thắt một giải lam ba tua luồn nhung, dưới chân đi một đôi giày sợi gai, tay thì chống gậy song chín gióng uốn khúc rồng, ngực đeo túi gấm thêu rồng rua phượng, mặt trắng tươi tỉnh, râu xanh lưa thưa, hai mắt thau láu, mi dài quá tầm, đi đứng mây theo gót, phảng phất hương vị thơm. Các quan nhìn thấy, vội vàng ra đón trước thềm mạch ngọc và hô vang: "Quốc trượng đã đến chiều." Nhưng quốc trượng kia không chào hỏi ai, lấc ca lấc cấc đi thẳng lên điện. Quốc vương liền nghiêng mình chào: "Mừng ngót tiền quốc trượng đã tới." Nói xong, lại mời y ngồi ngay ở cẩm đôn đặt ở bên tay trái. Thế vậy, Tam Tạng cũng bước lên một bước, cúi mình làm lễ: "Thưa quốc trượng đại nhân, bần tăng có lời chào." Quốc trượng kia vẫn cứ ngất ngưởng ngồi đấy, cũng chẳng chào lại, mà ngoảnh mặt quay hỏi quốc vương: "Nhà sư ở đâu đến đây?" "Đây là nhà sư đường triều sang Tây Thiên lấy kinh, nay đến đổi quan văn." Nghe quốc vương bảo vậy, tên quốc trượng cười nhạt lên nói: "Đường sang Tây Thiên tối mờ mịt, có gì là tốt?" "Tây Thiên là thắng cảnh cực lạc từ xưa, sao quốc trượng lại bảo là không tốt?" Nghe Đường Tăng nói vậy, quốc vương hỏi: "Trẫm vẫn nghe nói sư là đệ tử của nhà Phật, thực ra không biết làm sư có khỏi chết và theo Phật có được sống lâu không nhỉ?" Thấy quốc vương lại hỏi đến, Tam Tạng liền chắp tay trả lời: "Làm nhà sư tọa thuyền luyện công tu thân dưỡng tính, gia huệ làm ơn thương tiếc sinh linh, trần duyên nên bỏ hết, vật sắc đều là không, mộc mạc tình dục ít, hưởng thọ ắt trường sinh." Quốc trượng kia nghe xong chỉ nhếch miệng cười xòa, rồi trỏ tay vào Đường Tăng nói: "Cái đồ sư nhà người chỉ tếu miệng lố bịch, làm sư chỉ được cái ngồi cho mông đít bị vỡ đôi, lửa nóng đốt hun vạ tới nơi. Còn như ta đây, treo giỏ vào rừng 200 thuốc, ra tay phù thủy chữa bệnh người, ngắt hoa tiền lập nón đội, hái hương huệ làm đệm ngồi, cuộc đời thảnh thơi hưởng mọi thức, vân du khắp nơi thấu mọi điều, thượng phẩm ở trên ba giáo lớn, từ xưa duy có đạo là tôn." Tên quốc trượng vừa dứt lời thì các quan triều đều ngợi khen hùa theo: "Đúng, duy có đạo là tôn, đúng là duy có đạo là tôn đấy." Lúc này quốc vương rất phấn khởi, liền truyền quang lộc tự sửa soạn bữa cơm chay tiễn nhà sư phương xa. Đường Tăng thì rất lấy làm hổ thẹn vì thấy mọi người ở đấy đều khen quốc trượng kia, nên chỉ tạ ơn quốc vương xong liền lủi thủi lui ra. Khi Tam Tạng một mình ra đến cửa triều, hành giả từ trên đỉnh mũ của Đường Tăng bay đến bên tai gọi bảo: "Sơ bộ, quốc trượng ấy đúng là yêu tinh, quốc vương cũng mắc phải yêu khí rồi. Bây giờ thầy hãy về quán dịch trước đợi cơm, để lão tôn ở lại đây nghe ngóng tin tức." Hành giả dương cánh bay trở lại, vừa đậu trên bức hình phi thúy ở điện Kim Loan, thì trong ban bộ có quan ngũ thành binh mã tiến ra tâu nói: "Tâu đức vua,
Trận gió bấc đêm qua đã cuốn hết những đứa trẻ nhốt trong lồng ở các nhà ngoài phố. Cả lồng cũng đều bay đi đâu mất. Cho người tìm rồi, nhưng chưa thấy tăm tích đâu. Quốc vương nghe tâu xong, thất thanh kêu lên. Thế là trời giết chậm rồi. Bao lâu ốm đau, ngự y chữa không khỏi. Nhờ quốc trượng cho phương thuốc tiền. Chỉ đợi đến giờ ngọ ngày mai là đem giết lấy tim gan trẻ em làm thang thuốc. Không ngờ bị trận gió lạnh cuốn đi. Đây chẳng phải là trời giết chậm mơ. Tên quốc trượng lại cười lên nói. Bệ hạ chớ nên phiền não. Lũ trẻ nhỏ bị cuốn đi mất. Chính là trời cho bệ hạ thêm trường thọ đấy. Những đứa trẻ đã bị gió cuốn đi mất rồi. Sao quốc trượng còn nói là trời ban cho trẫm trường sinh? Ha ha, tôi vừa mới vào chiều đã trông thấy một thứ thang thuốc tuyệt diệu. Còn hay hơn tim gan 1111 đứa trẻ con. Tim gan những đứa trẻ đó chỉ chữa cho bệ hạ thọ tinh 1000 năm. Thế mà thang thuốc này uống cùng với thuốc tiên của tôi, bệ hạ sẽ có thể sống tới muôn muôn năm. Quốc vương ngơ ngác cả ra, không biết là thứ thuốc gì. Căn vặn 2-3 lần, tay quốc trượng mới nói. Lão sư bên Đông Thổ đi lấy kinh. Tôi trông y vẻ người thanh tịnh, mặt mũi tuấn tú. Thật là một con người đã tu hành 10 đời. Y đi tu từ nhỏ, nguyên dương chưa tiết ra. So với trẻ em còn hay gấp vạn lần. Thế sao người không bảo sớm? Nếu quả được như vậy, thì ban ấy giữ lại không cho y đi có phải tốt không? Chẳng có gì là khó đâu. Vừa rồi bệ hạ đã truyền lệnh Quang Lộc Tự làm cơm chay thiết đãi. Tất nhiên y phải ăn cơm chay xong rồi mới ra thành. Bây giờ ta hạ lệnh cho đóng hết các cửa lại, đem quân vây chặt lấy Dịch Quán Kim Đình. Bắt lão sư ấy tới đây. Trước hết hãy hỏi xin tử tế, nếu y bằng lòng tức thì mổ ra mà lấy, rồi làm lễ ngự táng thân thể. Vì bằng y không nghe, sẽ trói ngay y lại. Lúc đó tùy ý bệ hạ đấy. Quốc vương ngủ tối kia, quả đã nghe theo lời xúc xiểm của quốc trượng. Liền truyền chỉ đóng hết các cửa thành lại, và sai các quan lớn nhỏ trong đội võ lâm vây kín quán dịch. Hành giả nghe rõ tin tức ấy, vội vàng quay trở về quán dịch, hiện lại nguyên hình nói với Đường Tăng. Sư phụ ạ, tái vã to, tái vã to. Tam Tạng vừa mới dùng cơm chay xong, bất chợt nghe thấy hành giả bỏ thế, tức thì ngã vật xuống đất, mồ hôi đầm đìa, con mắt thì đờ dại cả ra, nói chẳng nên lời nữa. Hành giả chạy ngay đến đỡ dậy gọi. Sư phụ tỉnh lại, sư phụ tỉnh lại. Mãi hồi lâu, thấy sư phụ đã tỉnh lại, hành giả mới đem câu chuyện nghe được vừa rồi kể cho 3 người nghe. Tam Tạng nghe xong vẫn run lập cập hỏi. Hiền đồ ơi, việc này thì làm thế nào? Muốn được toàn mạng, thầy phải làm cho lên làm thầy mới xong được. Nếu con cứu được mạng thầy, thầy sẽ tình nguyện làm con làm cháu. Nếu đã vậy, không nên chậm trễ. Bát Giới, lấy ngay ít đất bùn lại đây. Chư Bát Giới vác Đinh Ba ra sau nhà cúc lấy một ít đất, nhưng không dám đi ra bên ngoài lấy nước, mà vén quần đái xuống, hòa làm một nắm đất nhão đưa cho hành giả. Gấp quá rồi, hành giả chẳng biết làm thế nào, đành đem dát thành một miếng mỏng, theo mặt mình nặn ra một cái mặt nạ con khỉ, rồi bảo Đường Tăng đứng im, đem mặt nạ đất đó dán lên mặt Đường Tăng, đọc câu chân ngôn thổi hơi tiên vào, kêu biến. Tức thì Đường Tăng biến ra hành giả. Hai người đánh đổi quần áo xong, hành giả lại tay cầm quyết, miệng đọc thần chú, chính mình biến ra Đường Tăng. Ngay lúc đó, đã nghe thấy tiếng trống ầm ĩ, lại trông thấy quan trong vệ vũ lâm đem 3.000 quân đến bao vây quán trạm. Một viên quan cẩm y đi tới sân trạm hỏi, vị trưởng lão nhà Đường bên Đông Thổ đâu? Làm cho người dịch thừa sợ run lập cập quỳ xuống bảo, ở trong phòng mé dưới ạ. Quan cẩm y đi vào phòng khách nói, thưa Đường trưởng lão, nhà vua mời ngài.
Đường Tăng giả ra cửa làm lễ chào nói: Thưa Cẩm Y đại nhân, bệ hạ mời bần tăng có công chuyện gì? Tôi cùng ngài đi lên triều, hẳn có việc cần đến ngài.